nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hôm qua, đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện 2022, đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thạnh Tây. Mỗi hộ được trao tặng một phần quà trị giá là 250.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì gói. Kinh phí trao quà do đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai vận động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng góp. Tại buổi trao quà, đoàn cơ sở Công an thị xã và chính quyền địa phương cũng đã thông tin cho người dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và kêu gọi người dân không hoang mang lo lắng và không chủ quan lơ là, phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động của đoàn cơ sở Công an thị xã Giá Rai nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.